Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Đây là video dự đoán One Piece chapter 1114 dựa trên những phân tích của chapter 1113 trước đó. Vì tôi cho rằng cũng sẽ giống như chapter trước đó, thì ở chapter tiếp theo 1114 thì song song với những lời nói của tiến sĩ Vegapunk sẽ là hành động của năm viện của đối tình nhằm thủ tiêu bằng hải tặc tướng hoàng Luffy Murom. Khi mà giờ đây mục tiêu tìm kiếm và ngăn không cho động video ghi hình không còn quan trọng nữa. Khi mà ở chapter 1111, sau khi xuất hiện tại hòn đảo tương lai hết, thì người đối tình đã bắt đầu hành động cho kế hoạch thanh trừng bằng hải tặc tướng hoàng Luffy Murom. Và hai chapter tiếp theo sau đó là những diễn biến tiếp theo của sự kiện này, khi tất cả năm viện của đối tình đồng loạt áp sát mục tiêu của mình. Nếu như Thánh Venus tập trung vào nhóm Franky, Bonnie và Binh 05 Atlas, thì người đối tình Satan đã nhắm vào Nico Robin, khi cho rằng đây là người phụ nữ mà Akainu không thể giết. Điều đầu của chapter là thông điệp của Vegapunk khi cho rằng thế giới này sẽ chìm xuống biển. Nhắc đến chapter 1113, không thể không nhắc đến màn tả xung hữu đột của Sanji khi tấn công cả cầm và kiếm của Thánh Venus. Và với tính chất kịch tính của chapter trước, thì gần như chắc chắn chapter tiếp theo 1114 sẽ còn kịch tính và hấp dẫn hơn thế nữa. Và ở đây, nhà cung cấp thông tin Scott cũng đã nói rằng hãy thắt dây an toàn chào đón chapter mới, dự báo rằng chapter 1114 sẽ là một chapter bùng nổ. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Theo đó thì mở đầu chapter 1113 là khung cảnh ở phía bên trên của đảo trấn. Lúc này đoạn video ghi hình của Vegapunk vẫn đang tiếp tục được công chiếu và thời gian cho đến khi bắt đầu là còn 30 giây nữa. Lúc này viện của Rotten Mart đang ngước nhìn đầu và đảo của tiến sĩ Vegapunk khi nó đang nằm trong bồn chứa nước. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy đầu và đảo của vị tiến sĩ này rất to và nó liên kết trực tiếp với bên đài cọt. Và tôi không quá bất ngờ với thông tin này vì trước đó Vegapunk đã xác nhận bên đài cọt nằm ở bên dưới đầu quả trấn ở chapter 1067. Còn ở dưới chân Thánh Mát là con hai sinh Deden Musi đang nằm. Dựa vào mô tả của binh 06 trước đó thì rất có thể hằng thật không nằm ở hòn đảo tương lai hết, mà đó đang ở một nơi khác. Cụ thể, theo tôi, nó đang nằm trong tay của nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy. Khi mà trước đó trong trang bị màu của một chapter, chúng tôi thấy có một con ốc sinh tiền tinh rất khác biệt, đúng với mô tả của bản sao binh 06. Và cho nên rất có thể chapter tiếp theo, 1114, chúng tôi sẽ được thấy sự xuất hiện của nhà cách mạng Dragon khi nghe thấy thông điệp của Vegapunk. Nhưng đó là câu chuyện của chapter tiếp theo. Còn hiện tại thì thứ làm tôi ấn tượng lúc này là bộ não của Vegapunk khi nó có kích thước tương đương với một người khổng lồ. Ngoài ra nó làm tôi có một cái nhìn khác hơn về những thành viên của nhóm khoa học Mars khi những thứ mà họ tạo ra đều rất to lớn, từ bên đài cọt của Vegapunk cho đến nhà máy sản xuất sắt tại bên Hazard và cuối cùng là máy chế tạo nhân bản con người của cha Sanji là vì mất chết. Và cùng ở chapter này, nhà khoa học điên Shizakalo đã xác nhận đã kết hợp cùng với cha của Sanji để thực hiện những kế hoạch sắp tới. Và theo tôi đó là nghiên cứu phát triển nhân bản người khổng lồ. Và nếu để bạn sẽ thấy Shizakalo đang nghiên cứu về người khổng lồ, còn cha của Sanji thì chuyên về mảng chế tạo nhân bản con người. Và đây sẽ là một sự kết hợp rất đáng để chúng ta lưu ý trong thời gian sắp tới. Sau đó thì chapter chuyển sang cảnh tất cả người dân ở khắp nơi trên toàn thế giới đang chờ đợi thông điệp của Vegapunk. Chúng ta đến với ngôi làng syrup của Usopp khi tất cả đang cùng nhau thảo luận về trình độ y học của Vegapunk. Còn bên phía hải quân cũng đã bắt đầu ghi âm lại những gì về Vegapunk sắp nói. Trong khi đó thì tại mỏm sinh đôi, bác sĩ Crocus đang cùng với chú có vài là Bon nghe tin nhắn của Vegapunk thông qua áp sinh tin của radio. Ngoài ra tôi không biết băng hải tặc Roger có biết được sự việc thế giới chìm xuống đáy biển hay không, nhưng một số cựu thành viên của băng hải tặc Roger đều có sự chuẩn bị ngay từ trước. Theo đó thì bác sĩ Crocus đã sống trong bụng chú có voi là Bon, còn vua bóng tối Raleigh là thợ trắng tiền tại quần đảo Sabody. Thật sự rất đáng để chúng ta lưu ý chi tiết này. Sau đó thì tiếp tục chuyển sang cảnh một số nơi khác nữa. Đầu tiên chúng ta đến với hòn đảo tương lai của đất nước Baltimore, quê hương của tiến sĩ Vegapunk, đồng thời cũng là nơi mà Kuma đã đưa Franky đến trong 2 năm time skip. Và có một điều rất thú vị, nếu như Franky là niềm tự hào của đất nước Baltimore thì Franky trở thành cơn ác mộng của hòn đảo này sau vụ nổ 2 năm trước. Và sau đó nữa thì chapter tiếp tục chuyển sang cảnh một số nơi khác, từ vương quốc Torino cho đến hòn đảo Hachinosu, căn cứ chính của băng hải tặc tướng hòn đảo đen. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy vết nứt từ cú đấm của Frog Gap vẫn còn đang hiện hữu. Dù không chắc chắn nhưng nó có thể hiện tại Hachinosu không còn một thành viên nào nữa của băng hải tặc tướng hòn đảo đen sau trận chiến với Gap. Và nếu Caribou đã gặp được tướng hòn đảo đen thì gần như chắc chắn băng hải tặc tướng hòn đảo đen sẽ hành động tìm kiếm một trong số ba loại vũ khí của đại là Bluton và Poseidon, vì nó sẽ giúp tướng hòn đảo đen nhanh chóng đến với ngôi vị vua của thế giới hơn. Quay trở lại với chapter 1113, lúc này thời gian đếm ngược cũng đã hết. Chúng ta thấy Vegapunk bắt đầu nội dung chính của thông điệp, còn Thánh Mát thì bắt đầu giao tiếp với những người đối tình còn lại. Và nội dung xung quanh cuộc trò chuyện này là về những gì mà Vegapunk sắp nói. Và đối với chứng minh thế giới thì những thông tin có liên quan đến lịch sử của thế kỷ trống là điều cấm kỵ, và đó cũng là lý do vì sao Ohara bị diệt vong. Hiện tại người đối tình đã bắt đầu lo lắng khi bên 06 tiết lộ rằng Vegapunk sẽ tiếp bước những gì mà giáo sư Clover còn dặn dở. Do vậy thì những gì mà Vegapunk đã nói trong thông điệp lại không liên quan đến lịch sử của thế kỷ trống, mà nó liên quan đến loại vũ khí mang tên hỏa mẫu, loại vũ khí đã khiến đất nước Lulusian biến mất chỉ sau một đòn tấn công, và hậu quả của nó là mực nước biển đã dâng lên cao hơn so với bình thường.
Và cho nên theo tôi, mục tiêu hiện tại của Ngô Lỗ Tình là không để cho Luffy và bạn hải tặc Ngũ Rơm trốn thoát. Khi mà giờ đây, mục tiêu tìm kiếm đoạn video ghi hình không còn quan trọng nữa, mà việc thủ tiêu bạn hải tặc Tứ Hoàng Luffy Ngũ Rơm mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại thì Sanji và Bonnie đang kết hợp chiến đấu với Thánh Venus. Khi mà trước đó Sanji đã tung ra một cú đá thẳng vào mặt của vị Ngũ Lỗ Tình này, Sanji đã rất thông minh khi tung ra đòn tấn công như vậy. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy Sanji vừa tấn công vừa khống chế kiếm của Thánh Venus. Một đòn tấn công nhưng lại trúng hai mục đích. Và sau khi hai người khổng lồ là Kashi và Imo khống chế Thánh Venus từ hai bên, thì ngay lập tức bọn này biến thành một người khổng lồ và dám lên Thánh Venus. Tuy nhiên tôi cho rằng bấy nhiêu đó là không đủ để có thể đánh bại được Thánh Venus. Và cho nên chapter tiếp theo 1114, chúng ta sẽ được thấy thêm những sức mạnh mới của vị Ngũ Lỗ Tình này. Ngoài ra tôi cũng khá nóng lòng muốn xem cặp đấu giữa Sanji và Thánh Venus sẽ diễn ra như thế nào. Thật sự rất đáng để chúng ta mong đợi. Còn ở phía bên trên của Labo, nhóm Nami, Usopp và Chopper cũng đang bảo vệ Nico Robin trước sự nhòm ngó của Thánh Satan. Khi mà vị Ngũ Lỗ Tình này cho rằng đây là người phụ nữ mà Akainu không thể tiêu diệt. Và cũng sẽ giống như Thánh Venus, tôi cho rằng chapter tiếp theo 1114, chúng ta sẽ thấy được những đòn tấn công bằng độc tố của Thánh Satan dành cho những thành viên ban hải tặc Ngũ Rơm, đặc biệt là Nico Robin. Ngoài ra có một sự trùng hợp rất thú vị là Nico Robin cũng đã từng hóa thành một con quỷ có sừng, cánh và răng nanh, đánh bại hoàn toàn Tobi Double và Black Media trong hình dạng của một con nhện. Và cho nên rất có thể một lần nữa Nico Robin sẽ hóa quỷ đối đầu với Thánh Satan. Còn với những Ngũ Lỗ Tình còn lại sẽ bắt đầu tấn công Luffy, bao gồm Thánh Wolverine và Thánh Jupiter. Liệu tiếp theo sẽ là những đòn tấn công như thế nào đây, khi mà giờ đây Luffy không còn trong hình dạng kỳ nam nữa? Để rồi của chapter là phần kết luận gây sốc của tiến sĩ Vegapunk khi cho rằng thế giới này rồi sẽ chìm xuống đáy biển. Kèm theo đó là một khung tranh hình ảnh dưới đáy biển với nàng tiên cá đang bơi cùng với một số loài cá và loài cá voi. Và theo tôi cũng sẽ giống như chapter 1113 là ở chapter tiếp theo 1114, song song với những lời nói của tiến sĩ Vegapunk sẽ là những hành động của đâm viện Ngũ Lỗ Tình nhằm thủ tiêu băng hải tặc Tứ Hoàng Luffy Ngũ Rơm. Tôi tin là như vậy. Trên đây là video dự đoán One Piece chapter 1114 dựa vào những phân tích chi tiết của chapter 1113 trước đó. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.